Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 4 năm 2020. Và quay trở lại với màn ảnh nhỏ hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Và hiện tại là chúng tôi đang bàn giao cho gia đình nhà bá Vượng ở tại Cẩm Khê, Phú Thọ một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Đây, trước mặt quý vị bên ngoài là ngôi nhà của bá vừa hoàn thiện xong đây. Vậy tôi sẽ vào bên trong và quay cái bộ ghế chúng tôi vừa bàn giao. Đây, trước mặt quý vị đây là tổng thể của bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, bao gồm có 7 món chất liệu gỗ hương đá, và bá đã đặt hàng chúng tôi. Hôm trước là bá đã về ký duyệt và nhận phần mộc của bộ sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện lên và bàn giao cho gia đình. Thì bộ bàn ghế này là bá đặt là hàng dày dặn, khuôn tranh dày 2,5 phân ván 1,5 phân, yếm liền, vách độc tứ quý tùng trúc cúc mai và chọn gỗ chọn vân. Đây quý vị đây, hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ của bộ sản phẩm đây. Đây phần vách là vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai. Mặt bàn là liền một lá. Chất liệu gỗ hương đá. Đây là hình ảnh chiếc đoạn dài. Toàn bộ hàng tôi là làm cực kỳ dày dặn, cũng như là chọn gỗ chọn vân. Do là ánh sáng trong nhà nó hơi kém một chút nên là nó chưa đúng màu sắc thực tế của sản phẩm, nó hơi bị nhiễu hạt một chút. Hàng rất là dày dặn chắc chắn. Bộ sản phẩm này thì bao gồm có 7 món là 2 chiếc ghế ngắn, 1 đoạn dài, 1 bàn và 3 chiếc đôn. Những bộ thông thường là chỉ có 6 món thôi, nhưng bộ này là bá đặt chúng tôi thêm một chiếc đôn kẹp ghế thì là bao gồm là 7 món. Và mọi người ai có nhu cầu mà muốn sở hữu một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng như vậy thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 510 806. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây, trước mặt quý vị đây là bá chủ nhà đây. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả tại website đồ gỗ tùng 8.com để mọi người để xem được hình ảnh chi tiết của sản phẩm. Dáng ghế rất đẹp, cũng như là phần hàng ngang của tôi làm rất là sắc nét, mộc mạc chắc chắn. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé, và hẹn gặp lại trong những video clip khác.